A Di Đà Phật kính bái bạch trên chư tôn thiền đức công ban lì sư, kính bái bạch trên đại đức chủ trì chùa Kim Giáp cùng nam nữ Phật tử. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 6 năm Mậu Tuất, bổn từ chùa Kim Giáp thiết lễ an vị linh cốt hiệp cùng kỳ siêu cổ quyền thất tổ, nội ngoại lịch đầy gia tiên bá thúc đệ huynh cô dì tỷ muội, đằng đằng chư liệt vị hương linh, hiệp cùng chư vị hương linh tại bổn từ chùa Kim Giáp được siêu sanh tịnh độ, thì theo chương trình đã được ấn định vào giờ này là phá lệ hưng tác thịnh thần hoàng bổn cảnh để gia hộ cho đại lễ tế đàn chứng tế hôm nay được thành tựu viên mãn. Và vào giờ này cũng kính mời nam nữ Phật tử vân tập về trước đàn tiền để hiệp cùng chư tôn thiện đức trong ban lễ sư tiến hành khóa lễ hôm nay để cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Ngoại tôn phan hoàng quân khen quyền phan hoàng
lộc tài tôn, lương ngọc hân phan hoàng lam ngọc chu châu hoàng quy quyển đăng khoa. Tặng tôn hoàng thiện báo hoàng gia nguyễn ngọc báo trong cây lỡ tô pháp danh thiện quân liên. Quyền gia đình chạy chú thật bệnh tiêu trừ tại quá nạn khói sở quyền tồn tâm các tường giới thứ quyền cập kỳ siêu kỳ cốt hoàng danh đức pháp danh chúc hậu mất ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Tỵ hưởng thọ 86 tuổi cầm kỳ cốt trường tỵ ban pháp danh chúc diệu mất ngày 18 tháng chạp năm Đinh Dậu hưởng thọ 85 tuổi cấp kỳ siêu bà tiên cũ quyền tất cổ tiên linh hoàng hải chân tiên linh hoàng quốc ngánh tiên linh lương tỷ nhôm tiên linh ngô thị chèn tiên linh trương đức bác trương linh trương đức hoàng tiên linh hoàng dân dũng tiên linh hoàng thị thanh tâm hoàng nhân quang tiên linh trương đức bìa tiên linh trương đức mập tiên linh trương đức bán đang đắng chứ gì tiên linh cam cố quyền thật cáo nội hoài gia tiên thúc ba đại huynh cô nhi tỷ muội đang đắng chứ gì tiên linh cung chiếc võ dương cung võ dương cặp tứ dễ hầu chữ di thần dương đồng thùy chứng giang phục quyền nhất thành thượng đã giảng tội dây tiêu quyền chư vị tiền linh cam ký cốt thừa tam bảo lực tịnh hóa văn kinh tốc xã ta bà siêu sanh tịnh độ thiện dẫn màu tất niên hồn hòa sơ nhị nhất thời cận cao nam nữ Phật tử khởi tâm đảnh lễ tam mi ba A Di Đà Phật bệ lệ thân tác quan bộ cần đến đây để quan mạng kính mời nam mô phật tử quan lâm về cõi đường để hiệp cùng chư tôn thượng đức tiến hành có lễ hôm nay nam mô a di đà phật.
Tát Ni sáu tuổi, Hoàng Minh Thắng 11 tuổi, Hoàng Nguyễn Tiên Giang
thanh thảo 24 tuổi hoàng nguyễn đi 9 tuổi hoàng nguyễn đi 7 tuổi hoàng nguyễn kết liên 1 tuổi cao hoài phan hoàng quân gan nguyễn 39 tuổi lê hoàng thiện 20 tuổi phan hoàng lộc tài tổ phát nhân thiện cơ 37 tuổi lương ngọc âm pháp nhân diệu hạnh viên 57 tuổi phan hoàng lương ngọc pháp nhân diệu từ khoảng 29 tuổi lê hoàng triều 8 tuổi cho vô hoàng quý 32 tuổi lê hoàng ân 52 tuổi nguyễn đăng qua 30 tuổi nguyễn thị mỹ hạnh 38 tuổi cháu vô hoàng thiên bảo 4 tuổi hoàng vợ hơn 2 tuổi nguyễn ngọc bảo 110 tuổi đây là tô pháp danh diệu quán 6 tuổi nguyễn đức hưng pháp danh đức quân 5 tuổi nguyễn ngọc trâm anh 11 tuổi nguyễn ngọc bảo trâm 6 tuổi y mê ly tô pháp danh diệu hạnh 5 tuổi Việt Nam nữ lão tiểu đặng thiết lập lễ kỳ siêu ký có hoàng quán đức pháp danh chúc hầu lập chung ngày 8 tháng 4 năm quý tỷ hưởng thọ cuộc đời trần thế 86 tuổi trường thị ban pháp danh chúc diệu mất ngày 8 tháng 12 đến dậu hưởng thọ 85 tuổi Phổ tiên cập kỳ siêu bản tiến Hương linh hoàng hải chân hoàng quốc năm lương thị nho thị kiến chương đức phan chương đức hoàng hoàng vân a dũng mất ngày 18 tháng 12 năm mất người hữu dương 55 tuổi hoàng thị thanh tâm hoàng văn mãn chương đức việt chương đức mập chương đức bạn nguyện độ vị hương linh xóm được giảng sanh cực lạc hiện tiền gia quyến được tánh lòng tánh bình an với hương định hương diệu tội hương giải thoát giải thông chi kiên hương hoàng minh chân đại biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền hương cúng dường bồ tát hương cúng dường bồ tát hương cúng dường bồ tát ma tát nào ơi chế đạo đặng lễ thần hư không biểu pháp giới quá hiện gì lai thọ hương cùng trụ tam bảo tam giới nhất thiết phật đà gia tôn nào ơi chế đạo đặng lễ thần hư không biểu pháp giới quá hiện gì đàn mã gia tàng nam mô như tao đàn lễ thần tư con biển pháp giới quý vị lai thọ vô thường độ tam bảo tam thế chư thiên tăng già già chúng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Da da da.
Bay 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 b
ni a ma 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 no dạng hòa thượng kiếm ca xa dân phường ông kiếm nhất các phật địa hồ ăn đau thù và chó cầm ma kê đừng đổ về
hiện mẫn chân tay đạo trật cứ Việt Nam Quốc Hồ Chí Minh thành phố Tạ Bình à, quận Đệ Tam Nhi phường Trung Lan lộ gia số 54 B à, hiệu á à, cung mà tổ kim giác à, tự phật tu hương thiên cung cung kinh kỳ à, siêu kia cứu à, cầu cổ huyền à, thất à, tổ kim à, gì à, con à, hiền cháu à, tạo dễ tân dấu à, quan đồng à, thiết à, lễ à, kỳ à, siêu phụng gì hòa giảng hương linh ký cốt hoàng dân tư pháp danh chúc hộ mất ngày mùng 8 tháng 4 năm quý tỵ hương thọ 86 tuổi hương linh trường thị ban pháp danh chúc diệu mất ngày 18 tháng chạm năm đinh dỗ hương thọ 85 tuổi cấp kỳ siêu chữ a di a tiên a linh hương linh hoàng ấy a chờ hương linh hoàng quốc anh hương linh lương thị nhôm hương linh lô thị gian hương linh trường đức a bác thượng a linh a trương đức a hoàng hương a linh a hoàng a vân a dũng mất a ngày 18 tháng a hai năm mất a mùi hương a linh hoàng thị thanh tâm hương linh hoàng a dân a quang thượng a linh trương a đức a bề hương a linh a trương đức a mập a hương a linh trương a đức a ban đắng lắng chư a dĩ a hương a linh kiểm a tăng a quá đàn a khải kiến bi phạm tiến hành kiền lâm ngô phán dĩ chữ thắng sáng gần vọng tôn thần đại triên thần thống hổ trì công đức vô sở chi phong tấn vô quyền vũ thâu văn nhật thiện thanh a lan càng khôn cấu địa chiến thành tam bao giới cứu tội hoàng tỉnh đấu pha mong cao triền điển tứ thiện thiên vừa bao hạ công do lực chứng thơ tái thức mẫu tức a lâu quá xưa nhân thời thời điểm nhất nhớ lấy xong chứng minh đẹp rộng viên thành cầm diễn ngân phần quà như đăng phật từ chúng nhà kim ti như cúng từ tự nguyện thờ phương những tiếp quân tư cộng quy nhi thờ công đức phật ở với nhất tiếp dạy công tâm bờ đạo như đăng hữu tình chúng nhà kim ti như cúng từ tự nguyện thờ phương những tiếp hữu tình công quy nhi thờ công đức phật ở với nhất tiếp nhà đăng vô tình dạy công tâm bờ đạo như đăng cô ông chung nhà kim ti như cúng từ tự nguyện thờ phương những tiếp cô ông cộng ông đưa vô cảm ơn những tiếng ngài đang cô ông cho con ta bờ đạo một lúc lần ta bà hát một lúc lần ta bà hát một lúc lần ta bà hát nghe nghe nặng tâm bà bà phiền nhật ra hồng nghe nghe nặng tâm bà bà phiền nhật ra hồng nghe nghe nặng tâm phiền nhật ra hồng hồng thượng phan hồng thượng phan phượng phan áo dài hồ nga phù phong nguyện chi trai đưa mô nam mô siêu thập địa bối nam mô siêu thập địa siêu thập địa vô tạng ma tiếng nga la qua ba chung đi Oh,
Phật tiền hào tướng quan trung phủ thị minh Hoàng Phương, Hoàng Minh Trọng, Hoàng Minh Thắng,
hoàng mi cái đi hoàng quyển mi kêu hoàng quyển cấp liên ni trần ý ly pháp chân ngoại tôn hoàng hoàng quân khen quyển lê hoàng thiên ba hoàng lộc tài tô pháp danh thiện cơ lương ngọc ngân diệu hạnh viên văn hoàng lãm ngọc diệu tư mận lê hoàng triều chu châu hoàng quy lê hoàng ân quyển đăng qua quyển thị mỹ hạnh tặng tôn hoàng thiên bảo hoàng gia hận quyển ngọc bảo trong cây lờ tô ấp danh diệu quân liên quyển đức quân quyển ngọc trăm anh quyển ngọc bảo trân ai mê ly tô hết toàn thể nam nữ phật tử duy nhất vân tâm tầm hậu bái cung mi a bách vô đại địa bất bằng tiếng bán hà chỉ siêu thân do thị kim nguyện kiết nhất đầu thành đánh lễ thượng tấu bái bạch Nam mô Đông Cương Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Tát Đại Chứng Minh Kim Liên Tòa. Nam mô Minh Giáo Chỗ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh Hồng Liên Tòa Hạ Phục Nga Nguyện. Thích Ca từ phố Di Bảo Tổ Di Đề về Di Đà Đạo Sư Phóng Kim Quang Nhi Tiết Dần Tị Chân Linh Chân Tiết Cập Phổ Tiết Nhất Tiết Đẳng Thần Hòn Thoát Ly Cổ Hải Trực Giảng Lãng cơ tay chúc chi hương kiếp kiếp tỏ liên hoa chi cảnh cánh nguyện trai chủ toàn giả dương nguyên đẳng môn phong thị chấn gia thế cương đinh mậu ngũ phúc chi chồ vĩnh tượng tam đa chi khánh đẳng thần hạ tình vô nhậm kích thiết bình dẫn chi chi cảnh sơ tế thứ mậu tức niên lục hoạt nhị thực thời đệ tử lâu vai thượng sơ cung dương nam mô thường trụ thập phương phạm nam mô thường trụ thập phương phạm bảo đề vợ nam mô đường lai hà sanh di là tôn vợ nam mô cường là thế giới a di đà vợ nam mô thập phương tam thế như thế chư vợ đại trí dân thừa sư lời Bồ Tát nam mô đại anh vô hiền Bồ Tát nam mô đại vị hoàng thế anh Bồ Tát nam mô đại thế chi Bồ Tát nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát nam mô pháp chư tôn Bồ Tát nam mô già lam sư già Bồ Tát nam mô
dâm cha chư già bồ tát nam mô thượng điện minh như bồ tát nam mô đa đẳng ngoại tướng vương bồ tát nam mô tam bảo đẳng tăng đa bà lừa di đi ăn tam bảo ra tam bảo ra hồng nam mô tam bảo đắc ta đa bà lừa di đi ăn tam ra tam bảo ra hồng nam mô tam bảo tăng đa bà lừa di đi ăn tam ra tam bảo ra hồng nam mô tu ra ba già ra tăng đa già đang điện tăng tu 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 ra ba ra tu ra ba ra tu ra tam bảo nam mô tu ra ba già đang tăng đa già đang điện tăng tu 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 ra 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 tam bảo nam mô tu ra ba già tăng đa già điện tăng tu 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 ba ra 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 tam bảo tương công tam phương vạn trường vốn chiến ta na cầm luân trâu vòng đồng thí vô xoay biển tiền nghiền dây bờ mạn lên kiện tây gia đà vô lúc ba la mở ta đương lù vi cô hoa cầm ta và vô tên bồ đồng cúng vô ngang 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 nặng tam bà vạn viên nhân ra ông ngang 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 nặng tam bà vạn viên nhân ra ông ngang 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 nặng tam bà vạn viên nhân ra thank you.
vàng ly, uống hai ba ly quay gót thượng đình, cùng thần hạ đức mê rồi tiền dân trường xa đen ba lại lại đau tràn cứ trốn cung huyền tự giám bực có đàn em đi cho ta cứ cho ta yeah.
nam mô ta ba ra ta ra ba la di điện ta ba ra ba ra hồng mương vang ta ra ba di điện ta ba ra ba ra hồng mương vang ta ra ba la di điện ta ba ra ba hồng mương đâu ba gia ta nga gia địa tạng đâu 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 ta nga mô đâu ba gia ta nga ta gia điện tạng đâu 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 rang rang ra ta nga mô ra gia ta nga ta gia điện tạng đâu 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 ra ta ra ra ta ra ta ba nga 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 ta ba ba bình nhật ra hồng nga Lập pháp hội
Trong thời gian là 10 phút, sau đó tiến hành khóa lễ cúng kiến của quyền thất tổ. Và quý nam nữ Phật tử chúng ta cũng sợm sẵn một bình trà với mấy cái chung. Dạ quý pháp dẫn kinh thọ cam lồ pháp thực
tóc xả mế đồ xíu xanh tịnh độ hướng qua thở. Pháp danh chúng hậu trương thị ban pháp danh chúng diệu hoàng hải chân hoàng quốc anh lương thị nhơn ngô thị chén trương đức bán trương đức hoàng hoàng dân dùng hoàng thị thanh tâm hoàng dân quán trương đức bìa trương đức mập trương đức bạc đặng đặng chớ dễ tiên ơi linh ơi thần đáng dưỡng nghiệp ta trần lao liệu nam kha giấc mộng chi mê đào chứng niết bàn chi diệu giấc chân kim tai thân phục vọng lại lòng đệ tử thành tâm thượng hướng bái thịnh hướng niệm A Di Đà Phật hiệu không ổn dòng chơi nẻo chốn nhân gian đôi ba bên hương tâm bảo đàn đôi lần triệu tình kiếp máu quay về về đây tọa lành hương quê cam lộ pháp thực ngay hề theo chi Yeah.
bái. Cung vô kinh kỳ siêu an vị
khi quốc cầm bằng tiếng kỳ siêu có quyền thân tỏ kim dị gia chủ hoàng dân rung hoàng diệt hải hoàng dân tương hoàng ấy sơn hoàng ngọc quy hoàng thị lý pháp dân chung liên hoàng địa thanh dân hoàng địa thanh thị nguyễn thị khang nguyên thị mỹ linh hoàng thị tiếp nguyễn thị hoài phương nguyễn thị tô binh hoàng danh hoàng ngọc quang đình hiển chúa châu kỳ lê công yếu hoàng quốc diệt hoàng quốc nam trần như lý hoàng coi pháp danh hoàng tri hoàng phương hoàng tệ hoàng quốc hoàng minh trọng hoàng minh trí hoàng minh thân hoàng nguyễn benjamin hoàng bi dê ni hoàng thanh thọ nguyên hoàng nguyễn bi dê hoàng nguyễn ni la bi la hoàng nguyễn kết linh văn hoàng quân kết nguyễn lê hoàng tiên văn hoàng lộc thầy tư pháp danh thiện chân lương ngọc ngân pháp danh diệu ảnh viên văn hoàng lâm ngọc diệu từ mẫn lê hoàng triều chu châu hoàng chi lê hoàng ân nguyễn đăng ba nguyễn tiên mây hạnh hoàng thiên bảo nguyễn đức quân pháp danh đức quân hoàng gia ân nguyễn ngọc trâm anh nguyễn ngọc bảo trâm nguyễn ngọc bảo trâm cây tư pháp danh diệu văn liên ê mê ly tư pháp danh diệu an nghiệp vì gia quyến thiết lễ kỳ siêu tươi cốt hướng linh hoàng dân đức pháp danh chúc ngẫu từ trần ngày mùng thâm tháng tư năm quý tỳ hưởng thọ tâm 16 tuổi hương linh trương thị ban pháp danh chúc giữa mất ngày 18 tháng 11 năm đinh dậu 85 tuổi cặp bạc tiến kỳ siêu hoàng ấy chân hoàng quốc anh lương thị nhâm ngô thị chiến trường đức bác trương đức hoàng hoàng dân dũng mất ngày 18 tháng 12 năm mất 55 tuổi hoàng thị thâm tâm hoàng dân hoàng trương đức bìa trương đức mập trương đức bạn hiệp dì cụ quyền thân con nội ngoại đình đại gia tiên ba thúc đệ huynh cô dì thị mười tử già kim hoạt thị nhật lâm trai tịnh minh trình côn phổ đại đức từ dương an tiên chưa hội do thì trưởng luân hòa chi thiên lữ vung tụng đại từ bối diệp kinh kỳ sanh tịnh đầu kim tắc đạo tràng phan sức có lưng thị sanh lưng quốc tu chi điệp giao điệp cấm ương linh to chấp tế thơ mô thức điên hồ lục ngoạc sơ nhĩ nhất quốc dị điệp nhất như lai tâm chứng điệp động duyên thành giảng lâm thần vô nam mô a di đà và gia đa ta gia đa gia đăng đi a ta ri đô ti ri đăng nam bà tề đa cang đế di đà cang ra gia ni a gia chỉ lệ ta bà mô di đà gia ta gia đa gia đa đi a ta di đô ti di đà tam tề di đà cang đế di đà cang ra gia ni chỉ lệ ta bà mô di đà gia ta gia đa gia đi a ta di đô ti di đà đa ti di đà cang đi đi đà cang ra gia ni a di đà ca lệ ta bà phạm tử kiền thiền và chấm ba Nam mô Vô Lại Viên Khởi Đại Hiếu của Thiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Trung kính gưỡng bạch hiện tiền chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, chư Đại Đức Tăng, quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, chư Tôn Đức Ni. Ngày hôm nay chúng con là tỳ kheo Đức Hạnh Đức xin thay lời cho toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện cung kính đảnh lễ hiện tiền chư Tôn Đức dâng lời tát bạch. Chúng con được nghe rằng tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Là người Phật tử,
chúng con được sự chỉ dạy của chư Tôn Đức để làm tròn đạo hiếu và tâm hiếu của người con, người cháu và người Phật tử. Ngày hôm nay được sự hướng dẫn của Thượng Tọa, Chủ trì Chùa Kiếp Giáp, toàn thể quý nam nữ Phật tử từ phương xa đưa di cốt của Thông Quyến về trí cốt tại Chùa Kiếp Giáp và đồng cầu nguyện cung thỉnh Đại Tăng Quang Lâm chứng minh để cho toàn thể gia quyến chúng đẳng được âm triêm công đức và cửu huyền pháp tổ cũng nhờ đó mà âm triêm pháp lạc. Giờ phút này pháp sự đã trang nghiêm, trang đường đã nghiêm tịnh, chúng con thành tâm đeo đầu đảnh lễ cung thỉnh quý chư tôn hoan hỷ Quang Lâm trai đường để chứng minh pháp sự và hiếu sự của toàn thể gia nhân Phật tử ngưỡng mong quý chư tôn từ mẫn cố, đại từ mẫn cố. Nam mô A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bạch Đại Tăng, giờ phút này xin phép cho chúng con được đảnh lễ chư tôn và cung an các sự chức sự tại trai đường. Tại trai đường chứng minh thứ nhất, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Quang Minh quận 7 đệ nhất chứng minh, kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Từ Phước quận 8 đệ nhị chứng minh, kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Huệ Sướng quận Tâm Bình đệ tam chứng minh bằng chứng minh thứ nhất. Tại bằng chứng minh thứ hai, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Khu Việt quận Tâm Bình, kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Pháp Chơn quận 7, kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Pháp Minh quận 8, kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Pháp Nguyên huyện Cần Duộc, kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Giác Phú huyện Cần Duộc, kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Nguyên Châu quận Tâm Bình. Bằng chứng minh thứ hai, tại trái đường chính giữa, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Đạo Hiệu Thượng Đạt Hà Đức, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, Phương Trượng chùa Hải Quan chứng minh, cùng cung thỉnh chư Tôn Đức Thượng Tọa Hoan Hỷ Văn Ban An Tọa bằng chứng minh chính giữa. Chư Tôn Đức Ni, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ni trưởng Đạo Hiệu Thích Nữ Chư Tâm chứng minh chư Tôn Đức Ni và kính cung thỉnh chư Tôn Đức Ni Hoan Hỷ Quang Lâm bằng chứng minh phía sau bằng chứng minh chư Tăng đồng chứng minh cho tay lễ trưa hôm nay. Chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ bái bạch Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đảnh lễ cung thỉnh quý chư tôn hoan hỷ Quang Lâm trai đường để chứng minh pháp sự. Chúng con thành kính đảnh lễ cúng dường tam bái. Dân tâm đảnh lễ hiền tiền chư tôn hoa thượng chư thượng tòa đại đỉnh tăng gia tâm ma bái. Một phút để họ mới ra. Cung thỉnh này chư tôn. Anh chị đạo Phật, giờ phút này chúng con cung thỉnh quý vị chư tôn rất hoan hỷ khỏi cõi chư tôn bất nhã để cung kính chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng quý vị chư quý vị sư qua bao năm tay đều chứng minh pháp sự toàn thể chư tăng đệ tử phật tử đắp tay ra đây kính bạch chư tôn đức. Giờ phút này từng bước chân an lạc của chư tôn đức đang từ từ Quang Lâm xây đường để chứng minh cho pháp hội cho hôm nay, làm chúng con tưởng nhớ đến những bước chân an lạc của Đức Phật và Thanh Đoàn ngày xưa cũng như thế, để rồi bước chân vào cuộc đời này đem vào nhân gian những mầm yêu thương, những mầm an lạc và những giá trị giải pháp sự việc. Tại trái đường cho hôm nay, chúng con sẽ đế đầu đảnh lễ một lần nữa cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Quang Minh quận 7, kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Từ Phước quận 8 và Hòa Thượng Đạo Hiệu Huệ Sướng quận Tân Bình Quang Linh Quang Lâm chứng minh. Bằng chứng minh thứ nhất. Bằng chứng minh thứ hai, kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Quang Minh Tân Bình, kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Pháp Chơn, Hòa Thượng Phương Trượng chùa Pháp Minh, Hòa Thượng Đạo Hiệu Đức Nguyên Châu, Hòa Thượng Phương Trượng chùa Pháp Nguyên và Hòa Thượng Phương Trượng chùa Giác Phú huyện Cần Duộc hoan hỷ Quang Lâm chứng minh. Bằng chứng minh thứ hai, chúng con kính cung thỉnh
chư tôn thượng tọa cái đại chúng tăng hoan hỷ quan lâm bằng chứng minh chứng giữa phong ban an tọa chứng minh tại ra đường phía bên trái trong nhìn ra chúng con kính cung thỉnh chư tôn thượng tọa đại đức tăng hoan hỷ phong ban quan lâm an tọa trái đường phía sau bằng chứng minh chư tôn đức tăng chúng con kính cung thỉnh quý ni trưởng quý ni sư hoan hỷ quan lâm chứng minh. Chứng minh ở phía sau mà ban tổ chức chúng con đã xếp xếp và kính cung thỉnh đi trưởng đạo hiệu thích nữ Như Tâm chứng minh ni cùng cung thỉnh chư tôn đức ni phong ban an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại chứng minh. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn đức trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Chúng con cung kính nghe rằng đốt nén tâm hương lòng tha thiết hướng về người với tất cả tình thương rằng mai sau dẫu có vô thường, công dưỡng dục vẫn là ơn cao trọng. Nghĩ nhớ và tưởng niệm đến công ơn sanh thành dưỡng dục của đấng song từ, cũng như nghĩ tưởng việc cử huyền thất tổ, để ngày hôm nay các con, các cháu được vang danh ở khắp xứ người. Xong dẫu đi đâu và về đâu thì đất khách muôn trùng sau nhỏ hẹp, quê nhà vẫn là gốc nhớ mênh mông. Kính bạch chư tôn đức, nghĩ tưởng ân đức cao dày của cha mẹ cũng như cửu hiền thất tổ và được sự hướng dẫn của thượng tọa trụ trì chùa Kim Giác, hôm nay toàn thể quý nam nữ gia đình Phật tử tín chủ hiện diện trước đám tiền dưới sự hướng dẫn ấy để cung thỉnh chư tăng quang lâm tịnh xứ chùa Kim Giác chứng minh cho tâm thành và hiếu hạnh của toàn thể gia nhân Phật tử, đồng cung thỉnh chư tăng thiết lễ trai đường trang nghiêm cúng dường hiện tiền tăng bảo và cung thỉnh mười phương tăng tam thế chư Phật chứng minh để thiết lễ trọng tế âm linh cô hồn, cầu nguyện công đức ấy để ký cốt kỳ siêu cho cửu huyền tất tổ đa sanh phụ mẫu của quý nam nữ Phật tử hiện diện tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Kim Giác. Và giờ phút này là giờ phút hướng vọng tâm con và hiện tiền đại tăng cúng dường giao duyên với hiện tiền tam bảo. Chúng con xin giới thiệu đại diện nam nữ gia đình Phật tử dâng lên chư tôn đức lời tác bạch cúng dường ngưỡng nguyện quý ngài từ bi chứng minh cho tâm thành của toàn thể chúng hội. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Giác Đường thượng chư liệt vị tổ sư các đạo chứng minh. Ngưỡng bái đặt chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn thượng tọa quý ni trưởng ni sư chư đại tăng đức ni gia quyến, chúng con hôm nay có duyên sự đầu hầm đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn tịnh đức tăng già nhiệm bộ chứng minh, chúng con không biết mình đã gieo trồng thọ phước từ bao giờ mà hôm nay vào mùa an cư kiết hạ của chư tôn đức, chúng con được đầy đủ duyên lành câu hỏi về chùa Kim Giác, quỳ trước lên đài
trong làn khói hương nghi ngút, nghiệp chỉ nhớ dung nhan cao cả, vị tha của đấng tử phụ và hiện tiền chư tôn tận đức. Quý ngài là ngọn đuốc soi đường để chúng con nương tựa, chúng con được tắm mình trong biển Phật pháp và được sưởi ấm bằng tình thương vô ngã, vị tha mà quý thầy quý cô đã ban cho chúng con. Tuy trong cuộc sống trái tim còn đập, hơi thở còn ra vào là chúng con còn phải mang nặng ân tình của cha mẹ, đậm đà đã khắc sâu vào trong tâm trí của chúng con. Chúng con trộm nghĩ giấc ngủ ngàn năm khó trở mình, lặng nghe lòng đất gọi phù sinh, trời đất vẫn mãi luôn ghi nhớ, muôn thuở còn đây một mối tình. Giữa cuộc đời này ai cũng có một thứ tình để tồn tại và vươn lên trong cuộc sống. Có những thứ tình chỉ thoáng qua một cách nhẹ nhàng như là hương bay bổng, rồi thoạt lại tan biến đi. Nhưng chỉ có một thứ tình mà chọn cả cuộc đời này vẫn đậm đà thiêng liêng không bao giờ thay đổi, đó chính là tình thương của cha, của mẹ. Tình thương ấy đã dành cho chúng con ngay từ mới tự hình đến lớn khôn và mãi mãi muôn đời bất diệt. Đây là thứ tình cảm thiêng liêng bao la vô bờ bến. Vậy mà lắm khi con trẻ vô tình làm cho cha mẹ muôn nghìn khổ đau, thứ con chẳng biết nói sao, năm căn thao thức lệ trào bờ mi. Những ngày ấu thơ làm sao chúng con biết được mỗi bát cơm con ăn, mỗi chiếc áo con mặc, hay những ngày tung tăng hạnh phúc đến trường, là vô vàn những điều trong cuộc sống của chúng con đều chứa được những mồ hôi và những thâm tình của cha mẹ. Để rồi năm tháng qua đi, bao nỗi lo vất vả âu lo đã hằn sâu trên vầng trán và hai cả hai đấng sinh thành. Ân đức của người như trời cao như biển rộng, dẫu chúng con có diễn đạt bằng muôn vàn lời ca tuyệt tác cũng không sao tả hết tâm tình này. Kính bạch quý thầy quý cô, cha mẹ đã cho chúng con vóc hình này và cả cuộc đời này luôn tận tụy hy sinh, chỉ mong sao cho chúng con được trưởng thành trong danh, thành danh trong xã hội qua bao nhiêu năm. Vì chúng con mà cha mẹ tha hương nơi xứ người, dẫu ở phương trời xa dịu vời ấy mà dòng máu lạc hồng vẫn luôn tuôn chảy trong tim, những ngày luôn mong mỏi được về quê hương. Chúng tôi vì cuộc sống mãi để chúng con bên phương trời về quốc ấy, nhưng người nào có yên lòng vừa ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, vô thường bất chợt đã cướp đi cả hai đấng xếp hành của chúng con. Xem lại rồi sang năm xem lại đời, cha mất rồi không trở lại, người ơi, giữa dòng đời con lạc lõng chưa vơi, dòng nước mắt thay cho lời tâm sự. Hôm nay chị em chúng con đã câu hồn về chùa Kim Giang giữa mùa tháng tư kiếp hạ, mùa mà chư tôn tận đức tu trì niệm Phật để thắp liễu thân tâm cha rồi nhớ đức, và để thực hiện duy nguyện cuối đời của cha mẹ được trở về quê hương bên cửu nguyện bất tổ, cũng như tâm nguyện hải cốt sẽ tốt trí tại chùa. Nghe nguyện của người đã thành, nhưng sao chúng con lòng dạ vẫn xót xa, xót xa cho những ngày trở lại xứ người sẽ không còn được sự dịu dàng của mẹ cha đi cùng. Giờ đây khó được tương phùng, ông dương hai nẻo muôn trùng cách xa, nhớ ân nuôi dưỡng mẹ cha đê đầu quy mạng ông già chứng minh. Kinh bạch chư tôn tịnh đức tăng già nhị bộ, theo lời Phật dạy, noi theo gương hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Ngự Tiền Linh, hôm nay chúng con thiết trai duyên dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn thiền đức, mong hai thần tha bảo
cùng với lực chư tôn đức từ bi doãn nàng để nguyện cầu cho lễ khí cốt song thân. Chúng con là Hoàng Văn Đức, Phát Đăng Trúc Hậu, bận ngày 8/4 năm Quý Tỵ, hưởng thọ 86 tuổi. Chư Thị Ban, Phát Đăng Trúc Diệu, bận ngày 18/12 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 85 tuổi. Được trở về nương tựa nơi chùa Kim Giác và bằng niềm tin với Tam Bảo, trợ lực mười phương an tịnh, thân già nhị độ, đạo nghiệp cao siêu của quý ngài, chúng con tin chắc rằng nhờ công đức chú nguyện này mà pháp lễ trai đàn hôm nay, mà hương linh của cha mẹ chúng con cùng cửu nguyện thất tổ được triệu thừa pháp lực, chọn niềm hoan hỷ quy hướng tăng lộc, chuyển hóa nghiệp duyên và công đức gia trì mà được siêu tịnh về tịnh cảnh. Chúng con xin hồi hướng phước báu cúng dường hôm nay, cầu nguyện cho toàn thể gia quyến chúng con được phước thọ miên trường, gia đạo an khương, bồ đề tâm bất thối, để hộ trì tam bảo, khiếp kiếp được kết duyên lành cho tinh thần pháp lực. Đồng thời cũng xin hồi hướng đến những pháp giới chúng sanh được phần lợi lạc và đồng thành Phật đạo, ngưỡng mong trên chư tôn hòa thượng thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư đại đức tăng ni từ bi hoan hỷ chứng minh và nạp thọ lễ bái cúng dường hàng ngày, để hoàn toàn thể gia quyến của chúng con được chiêm phước lạc và hoàn thành sở nguyện báo đáp thâm âm trong môn một. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đạt chứng minh. Làm sao và thất thân này điểm vô phát thần thân mình thì hơn hơn tâm hương lúc nén hai lời mong người có hiểu tấm lòng của con. Vừa rồi là lời tác tác chân thành của con hiền cháu hảo. Giờ đây để cho buổi lễ tác pháp cũng dù được thành tựu như pháp, chúng con thành tâm đi đầu quá thịnh hòa thượng phương trượng chùa từ phước từ bi hoan hỷ ban đạo từ cho hàng Phật tử chúng con ân trên công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tọa Đạo Tràng, Ta Bà Giáo Chủ, Kiều Nữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chiến binh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, cửu phẩm tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, các đại chiến binh. Nam mô Đại Hiếu Bụt Kiền Liên, Bồ Tát Quán Giáng Đạo Tràng, các đại chiến binh. Kính bạch nhị vị hòa thượng chứng minh tối cao, kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chứng minh, kính bạch thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo Tân Bình Hương Di chứng minh, kính bạch với chư tôn hòa thượng chư thượng tọa ni trưởng ni sư chư đại tăng ni, kính thưa thượng tọa trụ trì chùa Kim Giác, kính thưa toàn thể trai gia bộ quyến, trời cao bồi bội đất rộng thênh thang, từ bé rồi cho đến lúc lớn khôn, con cha đẻ với trời cao non lớn, chiếm lấy ước để nhường con khô ráo, ơn mẹ nuôi bằng đất rộng thâm sâu, lòng chỉ lo báo đáp nghĩa sanh thành, đi những đất sớm hơn thường tỉnh tịch, tuy âm dương đôi cách xa cách đâu được, nhưng Phật pháp gia trì tất ứng, nay thần tiếp nhân duyên vừa đến, trước cây đường con cháu tề quy tượng kinh niệm Phật gia trì, nghe câu triệu tỉnh hồng về có trai, được sự cho phép và hướng dẫn của thượng tọa trụ trì,
trong gia đình con hiền, cháu thảo rể thuận dâu ngoan. Những người con hơn nữa còn kháng đất, cũng như những người con, người cháu ở tại đất nước Việt Nam thân yêu. Vì để tỏ lòng hiếu thuận đối với cha, với mẹ, và cũng muốn đem cái di cốt của cha mẹ về đất nước Việt Nam thân yêu này để trí cốt vào chùa Kim Giác, nghe tin kệ được siêu sanh tịnh độ. Đó là quý vị cũng làm tròn cái trách nhiệm của người con hiếu thảo đối với cha mẹ, như tôn và chứng minh tán thán và khâm khen trên tinh thần hiếu tâm, hiếu đạo, hiếu hạnh của quý vị. Thưa toàn thể gia nhân phụ huynh, Tổ Đức có câu: thiên hữu tứ hồi sinh tại thổ, nhân sanh bất thành hiếu bị ve. Nghĩa là trời thì có bốn mùa: mùa xuân là đứng trước, là người thì bất tâm thành, thành hiếu là đứng đầu trong tất cả tâm hành. Vì vậy mà tất cả các kinh điển cũng như nho thư đều dạy chữ hiếu là đứng đầu. Thiên kinh dạy nguyện nguyên nghĩa như đêm, nhà kinh muôn sắc đều dạy chữ hiếu là đứng đầu. Không chỉ đạo Phật thể hiện trên tinh thần hiếu đạo đó, mà tất cả các đại giáo khác cũng được dạy chữ hiếu là đứng đầu. Trong thế kinh Đức Phật có dạy: hiếu tâm tức thì Phật tâm, hiếu mạnh vô vi Phật đạo, dục đắc đạo đồng hiếu Phật, nhưng tôi hiếu thì sao? Nghĩa là tâm hiếu là tâm của Phật, hạnh hiếu cũng là hạnh của Phật. Nếu ai muốn tu đồng ngôi chư Phật thì trước tiên chúng ta phải thể hiện sự hiếu kính đối với cha mẹ làm đầu. Đó mới là người con hiếu thảo, người Phật tử từng thành sống ba con tam bảo. Hôm nay cũng vì cái chữ hiếu đối với phân thân mà quý vị đã được sự cho phép của một đoàn quốc kỳ, quý vị đi cốt trở về chùa Kim Giác, đi cốt vào nơi đây để thờ phụng, nghe kinh để siêu thoát. Đó là một việc làm mà rất có ý nghĩa. Chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện vị diệu hiếu linh của quý chủ quyền pháp tổ, lực đại nội ngoại thế minh của quý vị thương nhờ cho công đức chúng giữa. Hôm nay là sức chú nguyện của chư tôn đức thanh ni đăng đẳng chương linh được siêu sanh thoát quan. Thưa toàn thể quý vị, nói đến hiếu đạo chẳng những là một di sản đặc thù của Phật giáo, mà nó còn cho tất cả mọi người, từ bậc thánh nhân cho đến người phạm phu, để ai ai cũng có cha mẹ sinh thành dưỡng dục nuôi nấng đứa con thành nhân quy mình. Cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt cho chúng ta, mà còn tốn biết bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt để lo cho chúng ta được trưởng thành. Chúng ta có mặt trên cõi đời này có một địa vị trong xã hội, có một vị trí trong gia đình, cũng nhờ sự tạo tác nuôi dưỡng và lo lắng của cha mẹ mà chúng ta có. Khi nói đến cái âm sanh thành dưỡng dục của cha mẹ thì một phần là con, chúng ta khó mà đền đáp sao? Dầu cho chúng ta có lấy nước biển để làm mực, tận dụng lá cây rừng để làm giấy thì cũng không thể nào chúng ta biên kết được hết tất cả công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ được đâu. Trong kinh Báo Ân, Đức Phật có dạy: đầu đổ cha, dây cõng mẹ. Chúng ta đi khắp quả địa cầu này trăm vòng hay nghìn vòng cũng không thể nào mà chúng ta đền đáp được nên sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Hoặc là những cơn đói ghét không có cái ăn cái mặt thì chúng ta lấy cái thân của chúng ta làm thức ăn để nuôi dưỡng cha mẹ nên trăm kiếp ngàn kiếp cũng không thể nào chúng ta đền đáp được nên sanh thành dưỡng dục lớn lao đó của cha mẹ. Cha nhau Việt Nam có câu là nên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao cha mẹ mình. Thật vậy, cha mẹ đã tạo dựng cho chúng ta lớn khôn thành nhân khi mỹ, có một cuộc sống huy hoàng như ngày hôm nay, có một gia đình, có sự nghiệp.
chúng ta có con có cháu rồi chúng ta mới biết được sự thương yêu của cha mẹ đối với con như thế nào. Cũng vậy, cha mẹ chúng ta còn sống thì cũng thương yêu chúng ta như thở bé hơi. Cho nên có câu là cha mẹ già trăm tuổi vẫn còn thương con 80. Dầu cha mẹ chúng ta trăm tuổi hoặc là trên trăm tuổi mà còn sống ở tại cõi đời này, cái tình thương yêu của cha mẹ vẫn ngọt ngào lai láng như thở nào. Cho nên cái tình thương yêu của cha mẹ bao la rộng lớn lắm. Chúng ta có gia đình, có con, có cháu rồi chúng ta mới biết được cái sự thương yêu của cha mẹ hy sinh tất cả vì con cháu. Hôm nay cũng vì cái chữ hiếu đó mà quý vị đã di cốt của cha mẹ trở về đây đất nước Việt Nam thân yêu, cũng như đem về cái chùa Kim Giác này để ký cốt và cho vị vị hương linh được nghe kinh và được siêu sanh nhập quốc. Đó là cái việc làm của chúng tôi rất là tán thán và khâm khen trên tinh thần với tâm với tạng, cũng như trên tinh thần tri ân và báo ân của mình. Giờ này đây được các công ty như pháp quốc dự tôi đại nam cho hòa thượng chứng minh nhất tâm cầu nguyện hương linh phụ ông hoàng đức pháp nhân trước hậu ở thọ 86 tuổi giáng sinh ngày 8 tháng 4 năm Quý Tỵ. Hương linh trương thị ba pháp nhân chúc nguyện ở thọ 85 tuổi giáng sinh ngày 18 tháng 8 năm Đinh Dậu. Kỳ siêu bản tích hương linh của quyền thất tổ đại hòa chuyên linh của việt hương linh hoàng hải chơn hoàng thị thanh tâm và quốc an hoàng văn hóa lương hiệu nhôm trương đức quyền ngô thị chén trương đức mạch trương đức bác trương đức bản trương đức hoàng và con dưỡng có ngày 18 tháng 8 năm tháng một cũng chưa 55 tuổi đáng đảm chương linh trưởng thừa tam bảo lực thích pháp giáng kinh tất cả ba bài siêu sanh tịnh độ. Và đồng thời trong cái buổi lễ cúng dường cây tăng khí cốt hôm nay cũng cầu an cho toàn thể quý vị địa chỉ 54B Trung Lan phường 12 quận Tân Bình cũng như đại chủ ở hơn nửa vòng trái đất nước ngoài gia chủ con trai là Hoàng Trung 57 tuổi Hoàng Văn Quân Tấn 55 tuổi Hải 52 tuổi, Hải Sơn 52 tuổi, Hoàng Ngọc Quy 44 tuổi, con gái là Hoàng Thị Lý có danh Xuất Liên 64 tuổi, Hoàng Thị Thanh Vân 59 tuổi, Hoàng Thị Thanh Thủy 47 tuổi, con dâu Nguyễn Thị Khang 59 tuổi, Hoàng Thị Mỹ Linh 47 tuổi, Hoàng Thị Tuyết 53 tuổi, Hoàng Thị Hoàng Phương 37 tuổi, Hoàng Thị Thu Bích có danh Hoàng Ngọc 53 tuổi. Con rể Phan Đình Hiển, 62 tuổi, Chu Trọng Kỳ 62 tuổi, Lê Trọng Hiếu 53 tuổi, cháu nội Hoàng Quốc Diệp 53 tuổi, Hoàng Quốc Nam 30 tuổi, Tạ Chi Ly 30 tuổi, Hoàng Khôi Hoàng Danh Hoàng Ký 26 tuổi, Hoàng Phương Hoàng Danh Hoàng Tuệ 19 tuổi, Hoàng Âu Bớt 13 tuổi, Hoàng Minh Cận 26 tuổi, Hoàng Minh Trí 16 tuổi, Hoàng Minh Sáng 11 tuổi, Hoàng Nguyễn Minh Gia Minh 6 tuổi, Hoàng Minh Lê Đi 17 tuổi, Hoàng Thanh Thảo 24 tuổi, Hoàng Nguyễn An Đi Giao 9 tuổi, Hoàng Nguyễn Thiên Gia Gia La 1 tuổi, Hoàng Nguyễn Đức Linh 1 tuổi, cháu ngoại Phan Hoàng Quân Trang Nguyễn 39 tuổi, Lê Hoàng Thiên 20 tuổi, Hoàng Lộc Hoàng Con Pháp Nhân Thiện Cơ 27 tuổi, Lê Hoàng Ngân Pháp Nhân Thiện Hoàng Nguyên 27 tuổi, Phan Hoàng Lâm Ngọc Pháp Nhân Thiện Từ Bẩn 29 tuổi, Lê Hoàng Triều 8 tuổi, Chu Châu Hoàng Huy 32 tuổi, Lê Hoàng Ân 22 tuổi, Nguyễn Đăng Khoa 30 tuổi, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 38 tuổi, cháu cố Hoàng Thiên Bảo 4 tuổi, Nguyễn Đức Hưng Pháp Gia Đức Hưng 5 tuổi, Hoàng Gia 22 tuổi, Nguyễn Lộc Tâm Anh 11 tuổi, Nguyễn Lộc Bảo Tâm 11 tuổi, Nguyễn Lộc Bảo Trân 6 tuổi, khi là con Pháp Danh Diệu Bát Liên 6 tuổi, Di Bê Cho Pháp Danh Diệu Hải An 5 tuổi. Cùng toàn thể trong gia đình của quý vị cũng như thân bạn quý thuộc, luật thân quý thuộc của quý vị cũng như nhờ cái pháp đức phước dường này là được phước thọ tăng long chưa tai tiêu diệt và luôn luôn được sống an lành trong ánh hào quang che chở người phương chư Phật.
để muốn được phước báo cúng dường hôm nay thành phần tâm đức thì viên mãn. Quý vị hãy đặt lễ tam bảo chứng minh cho Nam Mô Công Đức Long Bồ Tát Ma Ha Mát Phát Đại chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Lượng bái bạch siêu tôn tịnh đức tăng già nhị bộ, hôm nay không những gia đình Phật tử chúc hậu chúc diệu mà còn với tất cả nam nữ Phật tử chúng con thật đầy đủ duyên lành. Mặc dầu vào mùa hạ, mùa chư tôn tịnh đức đã thúc liễm tâm tâm trao dồi duyên đức để hoàn thành tâm nguyện tự hóa tha của mình, ấy vậy mà quý ngài vẫn dành nhiều ưu ái cho đạo tràng duy nhất chúng tôi. Chúng con quả thật giờ đây trên bầu trời có muôn ngàn vì sao, chư tôn tịnh đức là những vì sao sáng nhất, để cho hàng Phật tử chúng con cũng gia cũng như gia đình Phật tử chúc hậu chúc diệu xin được cúng dường chư tôn đức, ngưỡng mong quý ngài mẫn từ quý khả chứng minh cho chúng con ân trên công đức. Giờ đây chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường ba bái. Những tâm đảnh chư tôn tịnh đức tăng già nhị bồ tát và trong lễ tác pháp cúng dường hôm nay chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa thượng minh hạ phước sám chủ đặt lễ hôm nay xin lễ cúng dường A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được giảng sự bình an các tường như thập thánh trên bước đường công danh sự nghiệp của quyền thánh tăng phú thì mình cung dường tâm tình quan tâm thì lâu gia na và lớn tuyên mạng bao mạng mượn ra và lớn thích ca mô đi và đương lai hạ lớn đi và tôn và thường lạc thế giới a di đà phật thiện như và đại trí quan cầu thứ lời bồ tát đại hạnh bồ niệm bồ tát đại bi quan thế âm bồ tát ma văn nhã ba la mật tam nư lụ di cúng quần gặp tăng a pháp như độ tình dưỡng quan tinh thở như nguyện chung ca Thank you.
Thank you.
khai lễ kinh đàn cho ngày kỳ siêu ký cốt của cha mẹ chúng con là Hoàng Văn Đức pháp danh Trúc Hồng và Trương Thị Ban pháp danh Trúc Diệu, cũng như cửu huyền thất tổ của chúng con. Giờ đây lễ đã viên mãn, trước thâm ân cao dày ấy chúng con không biết dùng ngôn từ nào hoàn mỹ và đầy đủ nhất để nói lên lòng tri ân của chúng con đến chư tôn Tinh Đức Tăng và Nhị Bộ. Chúng con chỉ biết chí thành cung kính đánh lễ chúc nguyện cho quý ngài pháp thể vạn an, pháp thân trường trụ, pháp hạnh vô biên, pháp duyên vô ngại, mãi là tấm gương rạng ngời cho chúng con hướng về. Gia đình chúng con cũng xin cảm niệm và tri ân quý Phật tử đạo tràng Kim Giác đã vì tình pháp lữ mà về gia tâm cầu nguyện cho cha mẹ chúng con được sanh về nơi tịnh cảnh. Giờ đây kính mời quý tất cả quý vị Phật tử nhín chút thời gian dùng cơm thân mật thay lời cảm ơn sâu sắc nhất của gia đình của con. Kính vạn lạy chư tôn Tịnh Đức, mặc dù chúng con đã thiết lễ với tất cả dạ chí thành cung kính nhất, nhưng chắc chắn rằng không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ xuất. Ngưỡng mong chư tôn Thiền Đức từ mẫn cố đã từng mẫn cố cho chúng con được ăn chiêm công đức. Chúng con xin thành tâm bái tạ
bái tam bái. Đào thịnh chư tôn tình đứng tăng ni